Giảo cổ lam là một trong những dược liệu cổ quý hiếm được sử dụng với rất nhiều công dụng trong y học. Giảo cổ lam chứa hơn 100 hoạt chất saponin có cấu trúc tương tự nhóm đam màng trong nhân sâm. Những hoạt chất này có tác dụng giúp giảm cholesterol toàn phần, giảm triglycerides, ngăn ngừa hình thành các mảng xơ vữa ở động mạch, ổn định đường huyết và huyết áp, giảm. Giảo cổ lam cũng giúp điều hòa huyết áp, phòng ngừa các biến chứng tim mạch, giúp dễ ngủ và ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Không những thế, giảo cổ lam còn chứa các flavonoid giúp chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Giảo cổ lam giúp làm giảm cholesterol máu, ngăn ngừa xơ vữa mạch. Giảo cổ lam giúp ổn định lượng đường trong máu. Giảo cổ lam với bệnh tim mạch. Tác dụng chống oxy hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và kháng u của giảo cổ lam.